nó làm dưới Hà Nội thì nó thuê nhà dưới Hà Nội, cứ đổ sang vậy. Mẹ cho con xem lại đi. Không, mẹ không giữ ảnh. Xong cái trang nó cho em xem xong nó cũng xóa đi luôn. Cái gì? Mẹ mõm rồi. Ai bảo nó gửi cho anh? Em định bảo là trang hay cho chị xem. Thế xong là chị em định bảo trang gửi cho em. Mẹ chị đi đâu? Đi ăn biển. Nhưng con phải ăn hết cái này thì mới đi biển, không đi về. Mẹ giỏi gửi video gửi ảnh cho con xem à. Hôm nay em cũng định xin nó nhưng mà em nhìn thấy em sợ quá. Thật sự là em nhìn mà dai cái da gà mẹ, da gà nó nổi mẹ, lên. Mẹ nó là cái ảnh như... mẹ. Nhưng mà bình thường là nhìn ảnh của chúng nó thì không thấy sợ. Nhưng mà nhìn cái ảnh này kiểu nó rất là kinh ý. Nhưng mẹ, bình thường em nhìn ảnh trên mạng thì em cảm giác như nó là photoshop. Nhưng cái ảnh này nó không phải là photoshop. Tóc nó dài. Cái ảnh nó là thật. Mai tóc nó dài. Nhìn nó kinh lắm. Mẹ tóc nó dài không? Tóc nó dài. Đang lên mạng chúng lại bảo ghép. Tóc nó dài không? Càng lớn bảo ghép thì càng mà nhá, mà zoom lên, nó nhìn kinh khủng. Đâu? Nhìn như kiểu quay phim. Ai ui ngầu vai. Nó không giống như kiểu ảnh như cái gì sợ. Ai mẹ? Mai gửi ngầu. Bây gửi ảnh em kinh lắm, sợ. Mẹ. Con Trang nó xem xong, bình thường con Trang là cái đứa mà nó không sợ ma đâu. Nó không sợ mấy đâu, nhưng mà nó bảo em nhìn cái này em cũng thấy kinh. Thế sao là mỗi lần thằng Duy tưởng tượng ra cái ảnh đấy rồi, nhưng mà thằng Duy nó thằng Duy bây giờ tưởng tượng là một thằng nam cởi trần, có thằng thằng Duy nó thằng Duy nó gửi xong cái trang nó cho em xem thì cái trang nó cho em xem xong rồi nó xóa luôn, nó không giữ lại. Họ em không dám để cái ảnh ở trong điện thoại của em. Hello, như bình thường thì cái trang nó cũng hay nhìn thấy lắm. Chị em thì nó ma quỷ nó có không thật. Con Trang nhá. Hôm nào tưởng tượng thì nghĩ là có con Trang. Nó cả đời nó trải kiểu như cuộc sống của mình.